các bạn, đây là cây Yamaha giả cơ, hay Hoàng vẫn gọi là Yamaha Hybrid hay là đàn Lai. Cây Hybrid này á, là cái cây có một cái bộ phần action búa rồi các thứ nó giống như là cái đàn cơ, tuy nhiên là nó không có cái dây thôi ha, nó phát âm nó phát ra âm thanh dựa qua bộ phận điện tử, nhưng nó sẽ cho ra cái cảm giác phím y chang như cái đàn cơ. Hoàng đã có một cái review một cây là cái NU1 rồi, thì các bạn coi lại cái clip NU1. NU1 là cái model mới hơn sau cái model của cái cây này. Cụ thể cây này là cây Yamaha DUP22. Bây giờ Hoàng sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một số cái tính năng của nó nhé. Các bạn, bây giờ Hoàng khui ra cho các bạn xem ở bên trong. Thì đây, cái phím của nó rõ ràng một cây bằng gỗ luôn nha. Một cây bằng gỗ luôn cho các bạn xem luôn. Ở đây có một cái tấm gọi là tấm phim. Khi mà cái tấm phim này nó xuống, đặt xuống cái khe đó đó, ở trong khe đó nó có cái ánh sáng. Cái này gọi là cảm biến quang học, phải không? Cảm biến, thôi Hoàng cứ gọi đại như vậy. Thì tức là cái này cái dùng cảm biến về quang ha. Rồi bây giờ mình mới đặt vô giống như là đàn cơ vậy đó. Đặt vô. Rồi cắt đi, lấy cái đó thôi. Rồi đó, cho nên các bạn thấy ha, đây rõ ràng là một cái action của cái đàn cơ. Nó chỉ thiếu cái gì, nó chỉ thiếu đây là cái dây đàn thôi. Nó không có cái dây đàn, nó là bộ phận điện tử, nó không kề bằng dây đàn cho nên nó không có dây đàn. Nhưng đây, khi mình đánh là nó có cái dịch ngược trở lại, đúng không? Cái dịch ngược rất là quan trọng để có cái cảm giác được giống như đàn cơ. Nè, nó tặng lên này nè, nó hất lên đấy không? Nó có một cái lực nó đẩy cái ngón tay của mình đi lên. Đó, chỉ có đàn cơ nó mới cho phép mình làm được cái điều đó thôi. Rồi, quan sát kỹ. Làm rõ nét thêm một chút xíu, đó là đây là cảm biến sợi quang. Vì vậy nó không có cái ma sát giống như cái cảm biến thông thường. Và khi mà vậy thì cái touch này nè, khi mình đánh xuống á, nó mình hiểu về đến nó khá là nhuyễn, là mình đánh to đánh nhỏ theo cái ý của mình muốn, nó nhuyễn lắm. Thành ra nó không có khớp, ví dụ khớp đó là to cỡ đó, khớp đó là to cỡ đó, thớp đó là to cỡ đó, những cái này nó không có, mà nó nhuyễn luôn ha. Các bạn quan sát này, không thấy cái nút nào ở trên này đúng không? Cho nên nó dùng tất cả các phím đàn ở đây để làm cái nút bấm. Đây là đô, đây là nút đô đúng không? Đây cũng nút đô, vậy người ta phân biệt bằng con số. Đây là đô 0, đô 1, đô 2, đô 3, đô 4, đô 5, đô 6, cuối cùng là đô 7 đúng không các bạn? Vậy ta có 7 cái đô. Đô số 0 nhớ nha các bạn. Vậy rê tức là rê 0, mi 0, pha 0, son, la, si 0 đúng chưa? Vậy thì là nếu mà là rê 0 nó nằm đâu? Rê 0 nó nằm ở đây. Vậy rê 2 nằm ở đâu? Rê 1, rê 2 đúng chưa? Rồi đầu tiên là phân biệt được cái đó. Để điều chỉnh được cái voice là cái tiếng á, cái tiếng của nó chỉ có 10 tiếng thôi các bạn. Nó là đô nè, 0, 1, 2, 3, 4. Rồi, tiếng của nó sẽ trải dài từ đô 4 đến la ha. Rồi, bây giờ Hoàng sẽ chỉnh. Mình sẽ giữ ba cái phím đầu tiên, 1, 2, 3, nhớ giữ đồng thời nha. Và nút đô thì ra tiếng Pinocchio. Nhưng thấy chưa, nốt rê thăng này nè là đã ra tiếng khác rồi. Tiếng này hơi bị đẹp luôn. Rồi tiếp theo mình coi có cái tiếng gì khác không. Tiếp theo nè, mỗi lần di chuyển là một tiếng ha. Tiếp nè, coi. Đó, tiếng giống như tiếng chuông vậy đó. Tiếp theo. Ta tiếng à.
đánh trong nhà thờ ha. Rồi tiếp cũng là organ nhưng mà cái này đó, tiếng này để đánh nhạc blues hay là nhạc jazz gì đó. Tiếp rồi. Cái này là tiếng bell rồi ha, tiếng bell. Hoặc là mình đánh Tây Nguyên nó cũng ra. Tiếp coi tiếng gì. Tiếng này là tiếng kho. Đó chính là tiếng giống như ca đoàn ấy, tiếng của nguyên một hợp xướng á. Tiếng cuối cùng là tiếng string. Rồi bây giờ mình muốn kết hợp. Rồi bây giờ qua cái tính năng là duo là kết hợp. Ví dụ mình muốn tiếng piano và tiếng string ha. Tiếng string là cái đây. Đây là tiếng, đây là đô. Đô là tiếng piano. Đây là string. Mình kết hợp một lần hai phím là xong. Rồi xong rồi đó. Vậy còn cái này thì sao? Kết hợp với tiếng kho. Coi bây giờ nè, tiếng D-ax này rất là thích tiếng D-ax này nha. Rồi tiếng piano kết hợp làm sao đây? Rồi hai piano. Thích kết hợp hai cái tiếng này lại với nhau. Rồi đó là duo. Hết. Rồi cái này nó cũng khá hay. Đó là chỉnh độ brightness, chứ là cái độ sáng tối cho cái âm thanh. Nói vậy cho dễ hiểu ha. Sáng tối hay là bass drop gì đó. Thôi sáng tối đi cho nó dễ hiểu. Thì nó sẽ có từ này là đô 1 nè, C1 cho đến G. Nó không có tính các phím đen nha. 1, 2, 3, 4, 5. Nó có 5 nấc. Thì chẳng hạn mình đang đánh vậy nè, nấc số 5 đi, nấc số 5 mình cũng giữ ba cái phím đầu tiên nhé, nhớ nha các bạn, giống như shift vậy đó. Số 5 thì cái tiếng của nó là nó đanh, thấy chưa? Bây giờ mình cho nó tối thì mình chuyển xuống cấp độ 1 là đô 1 thì mình đánh nó mellow hả, nó đục đúng không, cái tiếng nó đục hả? Còn cũng đánh mạnh rồi đó nhưng mà nó vẫn đục. Rồi bây giờ mình chuyển qua cái cấp độ 5 đi, à cái tiếng nó thanh và nó sáng và nó thế thế đúng không? Rồi bây giờ quay trở lại cho các bạn phân biệt rõ nè. Nghe nó đục, rõ ràng là nó đục phải không? Rồi vậy thì bây giờ mình muốn ở cái khoảng nào là do cái sở thích của mình. Hoàng thì Hoàng chọn ở chính giữa đi. Rồi. Cái chức năng tiếp theo đó là chỉnh cái reverb. À, chỉ cái reverb thì ở trên bàn phím này nó có một số cái reverb và ở dưới tay của Hoàng nó có một cái nút vặn cũng có tính năng reverb ở đây nhé các bạn. Reverb hẳn hoi luôn, đây là cái tính năng reverb. Nhưng mà bây giờ mình để điều chỉnh ở trên này, cái reverb này nó tổng thể hơn, nó mình muốn ra cái khung cảnh của trong phòng là room thì ta có từ đô cho đến pha, các bạn nhớ nha, đô 2 cho đến pha thì đây là room, đây là hall 1, đây là hall 2, đây tức là hall là nhà hát đi. Ở đây là small, nhà hát nhỏ, đây là big, nhà hát lớn. Và đây là stage, là trên sân khấu. Rồi, cũng giữ ba cái phím đầu tiên. Rung, thì nó ra là nó trong cái căn phòng. Rồi trong nhà hát lớn chẳng hạn. Thiệt ra là khi quay video như vậy các bạn không có nhận ra được, cho nên Hoàng chỉ nói sơ qua thôi nha. Stage nè, đúng không? Nghe là đông không cảm nhận được. Cho nên theo ý của Hoàng thường là Hoàng sẽ tắt bỏ hết các tính năng này, Hoàng xài minimum là room thôi. Cho nó thật, chứ Hoàng không có thích nó ảo diệu. Cũng như là reverb ở đây gần như là Hoàng tắt luôn, Hoàng off luôn, Hoàng không có xài cái reverb. Đó là
ý thích của Hoàng thôi, cái đó là ý thích cá nhân của mỗi người thôi ha. Rồi tính năng tiếp theo là nó hiệu chỉnh về cái pedal. Cho pedal chủ yếu là pedal sustain ha các bạn. Cũng là ba cái phím này và kết hợp với lại đô 6 đến la 6, có 6 nốt đô re mi fa sol la nha. Có 6 cái cấp độ, các bạn nhớ 6 cấp độ. Thì Hoàng thường là Hoàng cứ chỉ thích cấp độ ở cơ bản ở đây thôi. Rồi thì cái pedal của mình nó Hoàng thấy là dễ chịu nhất. Rồi có ai muốn chọn thì chọn tới 6 để xem nó có khác biệt như thế nào. Nó vọt on 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 thấy chưa. Rồi cái này là chọn theo cái ý thích ha các bạn, ai thích cái nào thì chọn cái đó, còn Hoàng thì Hoàng thích cái này, Hoàng sẽ chọn cái này. Hoàng thích khô khô như vậy. Rồi mình muốn nghe nhạc piano ở trong chính cái đàn này, vừa nghe nhạc vừa lau nhà quét nhà nấu cơm ăn uống gì đó thì cũng rất là dễ dàng và hay nữa, bởi vì cái này âm thanh ra hay mà. Rồi trước khi mình mở cái đàn lên á thì mình làm ơn giữ cái phím ở bên trên cho Hoàng, hai cái phím trên cùng nha, nốt si và nốt đô, rồi giữ đó, rồi mình mở lên, mình khi mình nghe cái tách thì mình thả hai cái tay của mình ra, nghe cái tách tức là khởi động xong nó kêu cái tách cả rồi bắt đầu. Đó, bắt đầu nó nghe nhạc được luôn rồi đó. Thì bây giờ là nó nghe có 50 bài để nghe. Có thể liên qua sơ đây không? Nó có 50 bài. 50 bài như sau thì Hoàng sẽ để chú thích cho các bạn xem. Rồi, bây giờ muốn stop á, nhấn cái là stop. Rồi. À nó không stop, nó chuyển qua bài khác. Chẳng hạn mình muốn nghe bài khác đi. Mình nghe bài số này, số 8 là son không nha. Mình muốn chuyển là mình giữ cái phím đầu tiên, nhớ một phím thôi, còn cái son không. Rồi. Đó. Còn bài khác được coi. Bài 43. Thôi, bài 45 thì 45 là son thăng 3. Son 0, son 1, son 2, son 3 và son thăng. Nhớ vững phím này. Đó. Rồi, các bạn có thể stop bằng ở bên dưới này cũng được nha các bạn. Này quên, cái này là điều chỉnh to nhỏ này, volume này. Đây là cái headphone này nha, rồi. Đó, xong rồi đó. Rồi, dễ không? Dễ là dễ luôn. Đó là tính năng nghe nhạc ha. Đó, đàn này nó có cái chức năng ghi âm. Các bạn đàn cái gì thì nó ghi vào cái đó. Rồi các bạn chỉ nhìn xuống dưới đây nè, nó có chữ rec và nó play stop. Đầu tiên nhấn vào khi đỏ và chớp 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 là nó chuẩn bị. Nhưng bây giờ nhấn một phát á, thì sau khi nhấn cái nút xanh á, mình mới bắt đầu mình chơi nha. Nhấn nút xanh chơi. Rồi rồi nhấn cái nữa là ngưng lại, và đây là giai đoạn nó đang ghi chứ không phải nó đang hư nha, nó đang ghi đó các bạn. Khi nào mà nó hết chớp là nó ghi xong, thì mình nhấn play để mình nghe lại, play nghe lại nhé. Đó, dễ không? Rất là dễ xài. Rồi những cái này có thể xuất ra thành file hay là chép vào cái USB được, nhưng mà mấy cái tính năng đó thiệt sự là bây giờ Hoàng cũng không cần thiết, nhưng mà Hoàng không có nói tới cái đó nữa ha. Rồi cái đó các bạn dễ lắm, các bạn tự nghiên cứu cái đó dễ lắm. Rồi các bạn quan sát nè, ở dưới đây là nguyên cái thùng loa luôn, nó đã lắm á. Cho nên cây này nó âm lượng lớn. Rồi ở dưới cái bộ máy này nè, đây là cái bộ máy, mình có thể cắm USB là USB memory cũng được. Đây là Hoàng đang cắm cái USB này là USB Bluetooth, để nó có cái tính năng Bluetooth. Một đầu là mình cắm USB ha, một đầu là mình sẽ cắm vô cái cổng aux in. Aux này in là thấy chưa? Aux in. Rồi, xong bây giờ kết nối. Xong rồi đó. Bây giờ quay lên nè, quay lên nè. Stop đi. Rồi các bạn để ý này, nó có cái Smart Pianist và cái app Chord Tracker, hai cái thằng này nó xài cũng gần như tương tự nhau. Hơi méo đó. Cho nó chính diện đi. Rồi. Chẳng hạn như Hoàng mở cái Smart Pianist này lên, Hoàng sẽ không có mở bài hát thử cho các bạn, bởi vì nó liên quan tới bản quyền nha.
Nhưng mà các bạn mở nè, xong rồi các bạn mở một cái bài nào đó trong Music Library hay là User Song của các bạn, chẳng hạn Hoàng đã mở sẵn cái bài này, thì nó có cái tác dụng, nó có cái tính năng rất là hay, nó sẽ lót ra được cái hợp âm của cái bài đó cho các bạn, và các bạn play là nó đi theo, là tiếng nó ra luôn cái cây đàn này luôn nè, nó cực kỳ đã. Cho nên là cái tính năng Bluetooth này rất là hữu ích nếu như các bạn biết và các bạn khai thác được. Nhưng mà cái này nó cũng là trình độ cao cho các bạn nào mà sử dụng cao nhé. Rồi, tính năng này rất là hay, rất là đặc. Nhưng mà khi Hoàng cũng đàn một bài cho các bạn nghe tổng thể cái cây đàn, cái tiếng piano của nó nhé. Các bạn nhiều khi xem cái clip của Hoàng cũng nói sơ DUP á, là cái dòng trước của NU1. Thì DUP ngày xưa nó có là DUP 1 nè, DUP 5, DUP 7, có DUP 8 nữa, DUP 10, DUP 20, DUP 22. Thì 8 nó nằm ở đâu? Thật ra là DUP 8 là nó ra cùng đợt với lại DUP 22. Nó là phân khúc dưới của DUP 22 ha. Cái năm đó nó ra là 8 và 22 ha các bạn ha. Đây là cái 22. Thì DUP 22 này, để em coi năm sản xuất của nó là năm 2010. Thì nó around xung quanh cái năm 2010, trước và sau hai năm 2010. Thì hình như 2013 là nó ra cái NU1. 2016 nó ra NU1X đó. Mình cứ nhớ phỏng phỏng như vậy ha các bạn ha. Vậy thì trước khi nó ra cái NU1 là cái dáng đẹp thì đẹp, mà hôm bữa Hoàng có làm review rồi, thì trước nó chính là cây DUP 22 này. Đây là đàn hybrid, đàn piano giả cơ rất đặc biệt, rất là khác biệt so với các thương hiệu khác mà Yamaha họ có được. Đó là một cái tài sản về trí tuệ của Yamaha. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn đến trực tiếp để xem những cái đàn của Hoàng. Cũng phải nói thêm một ý nữa là những cái đàn này thường nó không có nhiều, cho nên là lâu lâu nó mới về rồi có hai mua để Hoàng bán. Cho nên đôi khi các bạn xem clip, các bạn đến và các bạn nói ở tại sao không có, thì cũng thông cảm cho bên Hoàng, bởi vì nó không có nhiều, số lượng nó có giới hạn nhất định thôi ha. Cảm ơn các bạn nhiều nha.